Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Bài 11, Unit 11, I'm bored. 1. Từ vựng, ngữ vựng, vocabulary. 1.1. Từ vựng, Frankenstein. Danh từ, tên một nhân vật quái đản trong truyện kinh dị. Dracula. Danh từ, tên một nhân vật hút máu người. Sex. Danh từ, sự khiêu dâm. Violence. Danh từ, bạo lực, nạn bạo lực. Entertainment. Danh từ, chương trình giải trí, giải trí. Telly. Danh từ, TV. 1.2. Ngữ vựng, television report. Danh từ, phóng sự truyền hình. Sports program. Danh từ, chương trình thể thao. Horror film. Danh từ, phim kinh dị. So cộng adjective cộng that. Đến nỗi mà. Mệnh đề trạng ngữ hệ quả sẽ khảo sát về sau. 2. Văn phạm, grammar. 2.1. Động từ tương tác cảm xúc, reverse psychological verbs. Trong tiếng Anh, một số các động từ được xếp vào nhóm các động từ tương tác cảm xúc. Đặc điểm của các động từ này là từ chúng, ta có thể hình thành những cặp tính từ có vẻ cùng nghĩa nhưng được sử dụng cho hai đối tượng đối lập nhau, chủ thể tác động và chủ thể bị động. Ngoài ra, nếu các động từ này được ứng dụng với chính bản thân chúng, chúng cũng đồng thời thể hiện tính tác động từ một chủ thể là thành phần chủ ngữ trong câu lên một chủ thể khác là thành phần tân ngữ trong câu. Như vậy, khi ứng dụng một trong những động từ này, ta có đồng thời ba cách diễn đạt khác nhau mà không thay đổi nghĩa. Ví dụ, A. The film interests me. Bộ phim làm tôi hứng thú. B. The film is interesting to me. Bộ phim rất hứng thú đối với tôi. C. I am interested in the film. Tôi rất hứng thú với bộ phim. Trong ví dụ ở trên, động từ interest có nghĩa là làm hứng thú. Trong câu A, bộ phim là chủ thể tác động, trong khi tôi là chủ thể bị động. Bộ phim làm tôi hứng thú. Từ động từ này, ta có thể hình thành một cặp tính từ. Một được tiếp vị ngữ in dành cho tính chất của chủ thể tác động như trong câu B và một được thêm ed dành cho tính chất của chủ thể bị động như trong câu C. Tương tự như interest, trong tiếng Anh một số các động từ phổ biến thuộc nhóm động từ tương tác cảm xúc sau. Amaze, làm kinh ngạc. Amuse, làm vui nhộn. Annoy, chọc tức, trêu ngươi. Bore, làm chán nản. Confuse, gây nhầm lẫn, lẫn lộn. Delight, làm hưng phấn. Disgust, làm kinh tởm. Disappoint, làm thất vọng, nản chí. Embarrass, gây lúng túng, khó xử. Excite, gây hứng thú. Fascinate, làm đam mê, quyến rũ. Frighten, làm kinh hoàng, sợ hãi. Horrify, làm kinh hoàng, sợ hãi. Relieve, làm nhẹ nhõm, thư thái. Satisfy, làm hài lòng. Shock, gây sốc, choáng. Surprise, làm ngạc nhiên, gây kinh ngạc. Worry, làm lo lắng, ái ngại. 2.2. Giới từ theo sau các tính từ bị động, nhóm động từ tương tác cảm xúc. Khi tính từ hình thành từ các động từ tương tác cảm xúc được ứng dụng và người phát ngôn muốn nhấn mạnh đến đối tượng tác động, vấn đề rắc rối có thể gặp phải là thành phần giới từ theo sau tính từ mà không có nguyên tắc hay cách thức nào khác hơn là phải thuộc lòng. Ví dụ, worried about, disappointed at, by, delighted at, by, with, interested in, bored of, frightened of, tired of, satisfied with. Thông thường, theo sau các giới từ này thường phải là một danh từ. Nếu không thể diễn đạt được bằng một danh từ, ta có thể thay thế bằng một mệnh đề, danh từ hay một động từ thêm in. Ví dụ, I am so interested in the magazine. I'm interested in reading the magazine. I'm interested in what I can read in the magazine. 3. Trích đoạn minh họa. Illustrative extracts. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau giữa Jim và Jean. Jim, I'm bored. Jean,
Well, do something interesting. Jane, what, for examples? Jane, go to the cinema. Jane, the cinema bores me. Jane, always? Jane, yes, all the films are so boring. I'm not interested in sex and violence. Jane, well, what interests you then? Jane, nothing. Jane, you need some fresh air. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau giữa Helen và Bill. Helen, have you heard the news, Bill? Bill, no, why? Helen, a war has just started in Mandiger. Bill, Mandiger, where is that? Helen, I don't know exactly, but it's worrying. They saw a television report last night. Bill, well, I'm not worried about it. I never watch the news these days. I prefer sports programs. Helen, why aren't you interested in the news? Bill, well, all the news bad. I just want entertainment in the evenings. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau giữa Peter và Mike. Peter, what are you doing tonight, Mike? Mike, I'm staying in. There's a good horror film on the telly. Peter, what is it? Mike, The Blood of Frankenstein. Peter, oh, that sounds frightening. Mike, not really. I think horror films are amusing. Peter, amusing? Horror films? Mike, yes, I went with Anne to see Dracula last week. I was very amused. I laughed from beginning to end. Peter, what about Anne? Mike, oh, she was terrified. She was under the seat. 3.4. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau giữa Nick và Ben. Nick, did you go to the football match on Saturday? Ben, yes, I did. Nick, it was very exciting, wasn't it? Ben, yes, it was. Both teams attack. Nick, yes, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3. Ben, my brother was so excited near the end that he threw his hat in the air when Manchester scored their fourth goal. Nick, did he fire his hat? Ben, yes, but it was a bit embarrassing. He had to ask the policeman for it. 4. Bài tập thực hành Exercises. 4.1. Căn cứ vào 3.1, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. How does Jim feel at the moment? 2. What does Jim advise Jim to do? 3. According to Jim, what can interest Jim? 4. Is Jane right or wrong when she thinks that? 5. Why Jane's wrong? 6. Why do all the films support Jane? 7. According to Jane, what can interest him then? 8. What does Jane finally think Jane needs? 4.2. Căn cứ vào 3.2, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. What is Helen talking with Bill about? 2. According to Helen, where did the war start? 3. Where did the war start? 4. How could she know that? 5. How does the war start to Helen? 6. What don't Helen and Bill know? 7. How does Bill feel about the war? 8. Why does Bill feel that? 9. According to Bill, why isn't he interested in the news these days? 10. What does Bill prefer? 11. Besides sports programs, what else does Bill like to watch in the evenings? 4.3. Căn cứ vào 3.3, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. According to Mike, what is he doing tonight? 2.
Why is my staying at home tonight? 3. What is the horror film on the television tonight? 4. How does the film sound to Peter? 5. What does Mike think about horror films? 6. According to Mike, what did he go to see last week? 7. Who was with Mike to see the film? 8. How did Mike feel about the film? 9. What did Mike do when he felt amused at the film? 10. How did Anna feel about the film? 4.4. Dựa vào 3.4, bạn hãy dịch đoạn tóm tắt sau ra tiếng Anh rồi tự tường thuật lại cho mọi người cùng nghe. Nick và Ben đã đi xem trận bóng đá vào thứ Bảy vừa qua. Theo họ, trận bóng đã hết sức hấp dẫn. Hai đội tấn công từ đầu đến cuối. Tỷ số của trận đấu bắt đầu với Start with 1-0, sau đó là 1-1, rồi 2-1 và 2-2, 2-3, 3-3. Theo Ben, anh trai của Ben đã hết sức phấn khích đến nỗi mà anh ta đã ném chiếc nón của mình vào không trung khi vào phút cuối Manchester ghi bàn thắng thứ tư. Sau trận đấu, anh trai của Ben khá lúng túng để tìm được chiếc nón khi anh ấy phải xin một nhân viên cảnh sát trao lại.